thiệt đó. Sao đẹp thiệt đó. Đẹp nhìn sao bóng kia. Đẹp tới không ngờ. Đẹp không đẹp đây thực sự rất là đẹp. Đẹp quá. Đẹp kia. Đẹp quá đi. Đẹp quá đi. Wow. Những ngôi sao băng kia thật tuyệt vời. Nhìn kìa. Ngôi sao đó siêu sáng luôn. Blum. Nhưng nó vẫn không giúp được gì. Ồ, ở đó có hai ngôi sao. Bây giờ bạn tính sao? Mình không có chút cảm hứng nào để viết bài hát mới. Có lẽ mình cần một chút thư giãn hả? Ôi trời. Mọi người, Misa, bạn có gì mới cho buổi biểu diễn ngày mai chưa? Vẫn chưa. Mình đã hy vọng là những ngôi sao sẽ truyền cảm hứng cho mình. Tuyệt hả? Chúng ta có thể ngắm sao bằng kính viễn vọng theo như lý thuyết Hayley của lớp học hôm nay đã kết thúc từ chiều. Bạn dừng lại được rồi. Cảm ơn Tecna. Nào các cô gái, chúng ta cùng chụp hình đi. Thiệt là bạn đã phá hỏng tấm hình tự sướng của mình rồi kìa. Thôi đi, mình đang bị bí ý tưởng nè. Vậy vấn đề là gì? Bây giờ bạn đã có mình truyền cảm hứng cho bạn rồi mà. Nhìn ngôi sao băng đó kìa. Nhìn kìa, quá gần rồi. Đi xem thử nó là gì đi. Hình như là có gì ở trong đó. Coi chừng đó, nó có thể là vật nguy hiểm. Tuyệt diệu quá. Nó nhỏ xíu và còn dễ thương nữa. Nhưng mà nó là cái gì? Nó chính là Lumen, sinh vật của ánh sáng thuần khiết và chỉ sống bên trong các ngôi sao. Em ấy không nên ở đây. Chúng ta nên đưa em ấy đến Alphia. Em ấy có thể được chăm sóc ở đó. Nhỏ Lumen đó sẽ kể cho nhóm Wings biết mọi chuyện. Bây giờ vị khách bé nhỏ của chúng ta sao rồi? Dạ, vẫn còn ngủ từ hiệu trưởng Faragonda. Em ấy thật dễ thương. Em ấy ngủ như một đứa bé. Em ấy là Lumen. Em ấy đến từ Lumenia, ngôi sao cung cấp ánh sáng cho Solaria. Và không bao giờ rời khỏi nơi của họ, trừ khi đã có một lý do vô cùng nghiêm trọng. Tại sao con bé lại tới ao kia? Tránh ra giúp chị có được hay không? À,
Bình tĩnh nào Lumen bé nhỏ, chúng ta là bạn mà. Bạn? Chị là ai? Tụi chị là nhóm Queen, những công chúa phép thuật. Đây là trường của tụi chị đó. À, tên của em là gì vậy? Và tại sao em lại tới đây chứ? Hả? À, em không nhớ gì hết. Hả? À, hả? Hả? Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Đừng lo, tụi chị sẽ giúp cho em mà. Có đúng không hả Quyên? Mình nghe nói có một cách có thể giúp ký ức quay lại, đó là làm người đó sợ hãi tột độ. Đừng lo các bạn, chúng ta sẽ cố gắng cho đến khi tìm được cách. Hả? Chúng ta sẽ có được sự trợ giúp từ nhóm Specialist. Cần giúp gì không quý cô? Ra đây. Em vẫn xinh đẹp như mọi khi Stella. Anh có mua cho em vài món quà lưu niệm trong chuyến đi lần trước đó. Cứ làm như vậy thường xuyên nha. Đó là hoa hồng ở hành tinh Iris. Nhưng chắc chắn vẻ đẹp của nó không thể nào sánh bằng em được. Cảm ơn Helia. Cảm ơn anh. Thật là tốt khi các anh đến giúp cho tụi em. Đừng nói vậy Plum, tụi em có thể tin tưởng bọn anh. Tụi anh là Specialist mà, luôn sẵn sàng để hành động. Techna và Timmy đã bắt đầu làm việc rồi. Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ? Tụi em chỉ đang chơi đùa một chút. Hả? Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát các bạn. Phải, tụi anh chỉ cần sửa lỗi. Nữa đi, làm lại nữa đi. Được rồi, đây chính là máy xem lại ký ức. Ký ức gì chứ? Nó là máy đọc ký ức và hiển thị ký ức của em ấy. Nó có thể sẽ giúp chúng ta biết được một vài thông tin về em ấy. Xem thử nào. Hả? Cái gì đang đuổi theo em ấy vậy chứ? Xin lỗi, nhưng mấy ký ức của mình chỉ có thể xử lý được tới mức này thôi. Mình thắc mắc không biết là ai đã đuổi theo em ấy. Lumen là những sinh vật hòa bình, chúng không hề có kẻ thù. Nếu như em ấy không nhớ lại được, chúng ta cũng không biết gì. Vậy mình nghe nhạc một chút nha. Thank you.
Hôm nay đúng là một ngày dắt kiệt sức mà. Đúng vậy. Đầu tiên là nhiệm vụ Omega Dimension, rồi đến nhóm Wings gọi. Mình thấy có lỗi vì không thể giúp gì cho họ và Lumen bé nhỏ. Không phải lỗi của cậu đâu Timmy, nhưng tội em ấy quá. Chắc tại em ấy trải qua một cú sốc rất lớn. Có lẽ gương mặt của cậu làm cho em ấy sợ đó. Ha ha, mắc cười quá ha. Cảm ơn Braden. Đây là vấn đề nghiêm trọng đó các cậu. Có thể Lumen mang đến một tin nhắn rất quan trọng. Chúng ta chỉ có thể hy vọng nhóm Wings có thể giúp em ấy sớm lấy lại được ký ức. Bộ bạn thấy có gì vui lắm hay sao hả? Không có. Nhưng nhiệm vụ hôm nay là mình nhớ tới nhiệm vụ ở hành tinh Hip Short. Khi chúng ta đánh bại đám dị nhân không gian đó hả? Hay là khi chúng ta phá hủy Urban Dragon? Không phải là cái đó. Mình đang nhớ tới vụ hạ cánh đó mà. Hả? Lại nhắc lại chuyện cũ hả? Mình chỉ nhớ nhờ viên phi công tài giỏi mà tụi mình mém bị rơi. Một ký ức tồi tệ là tại Helia hết. Cậu vẫn chưa học được cách đọc một biểu đồ nữa sao? Mình sai. Nói đi, ai đã quyết định là hạ cánh ở đầm lầy hả? Nè, chào. Cậu sao rồi? Cậu gặp Koda Toda chưa? Rồi, anh ấy nói mình có thể quay lại nhóm. Và mình đang trên tàu đây. Đồng phục của cậu đây anh bạn. Chào mừng cậu quay lại. Chào bạn. Xin chào. Chào đẹp xin dữ. Mọi khi ăn mình lại kia ăn. Được đúng rồi đó. Bữa tiệc là mình lại kia ăn thịt đó. Nói cho mình chứ. Cảm ơn đi. Cảm ơn nhiều lắm. Được đó. Qua bên kia ngồi đi. Kiko Nấp. Ờ dạ. Cô Krishna. Tụi em chỉ lọt. Hai đứa là người siêng năng nhất ở Anfia. Hãy làm hết sức mình. Thích quá đi. Mong chờ quá. Thích quá đi. Cậu đẹp quá. Điều vậy nói đẹp quá. Tuyệt quá đi. Cậu thật bắt quá. Họ thật lòng lành với cậu ấy tuyệt nè. Sẵn sàng chưa? Rồi. Tụi mình muốn dành tặng bài hát đầu tiên hôm nay cho một người bạn tới từ phương xa. Hả? Gì hả? Bạn từ phương xa sao? Là ai vậy chứ? Không biết nữa. To my heart, eyes, 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 e
trên. Bạn nhớ chuyện xảy ra ở phòng thí nghiệm hay không? Lumen đã hấp thụ rất nhiều năng lượng ánh sáng và giải phóng tất cả năng lượng đó, tạo nên một vụ nổ cực lớn. Hãy nạp năng lượng ánh sáng vào Lumen đi. Những sinh vật xấu đuổi theo em đang cố hấp thụ hết ánh sáng của những gì sao?
Nữ hoàng Dorana đã phái em đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nàng tiên nữ mạnh nhất trong vũ trụ phép thuật. Vì những ngôi sao trong vũ trụ phép thuật đang gặp phải nguy hiểm lắm luôn đó. Thế giới sẽ chìm trong bóng tối nếu như những ngôi sao biến mất. Vậy tức là có kẻ đã sai chúng ngăn cản em bay đến đây. Là ai? Hay chính xác thì chúng là cái gì? Và tại sao chúng lại muốn ăn cắp ánh sáng chứ? Em không biết nữa. Các em có sẵn sàng đối mặt với nhiệm vụ khó khăn này không? Nếu như có kẻ nào đó muốn ăn cắp ánh sáng thì chúng ta phải ngăn họ lại. Các em phải cẩn thận. Cẩn thận là tên đệm của tụi em mà cô. Mà thôi, quên những gì em vừa nói đi. Ngày mai chúng ta sẽ đến Lumenia. Nữ hoàng Dorana sẽ cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đó. Và đây chính là nhiệm vụ quan trọng của Winx.